Chào các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn thân thương của anh em tụi mình nha. Chào các bạn nha, cô Đen sao mới quay lại. Trở lại với video mới nhất của Hanh Sàm. Nói chung là hổm anh em mình có làm cái clip là phát lương cho cô Đen. Hôm nay trong những cái bình luận và những comment của bạn comment ở những clip của anh em mình. Anh em mình đọc hết nha các bạn. Nên anh em mình các bạn có yêu cầu anh em mình là làm cái clip nói về cái mức lương của thằng Quay Phim nha các bạn. Sẵn hôm nay anh em mình có cái dịp ngồi đây tâm sự tới tất cả các bạn và nói cái mức lương của Quay Phim cho các bạn hiểu và biết rõ hơn về anh em của tụi mình nha. Đây, các bạn thấy Quay Phim không? Hôm nay mình làm vai phụ. Đẹp trai đàng hoàng. Làm cameraman. Nói chung là cô Đen hiện tại giờ nó đang làm Quay Phim, nó đang ngồi sau lưng cái hình ảnh đó nha bạn. Phải, tôi là đạo diễn. Trời, em diễn sao vậy đại ca? Em diễn chặt lót hết rồi. Em diễn sao rồi, đại ca nói đi, em biết em được diễn. Lại ha. Chút xíu là trừ lương hết. Action. Các bạn ơi, nói chung là cắt. Diễn nào ơi. Làm lại. Nữa ha. Không được, không được. Hai quá. À các bạn ơi. Cắt. Không lại. Tôi cá đụng ra đưa mày đâu diễn đập mày luôn quá đụng vậy. À, nói chung là bữa nay anh em mình sẽ ngồi lại đây tâm sự đôi lời muốn gửi tới tất cả các bạn, mong tất cả các bạn hãy hiểu, luôn đồng hành và hiểu cho anh em mình. Nói chung là cái khúc đầu tiên anh em mình lập kênh để làm, thì cái ngày đầu tiên anh em mình lập kênh để làm á, thì là lúc nào cũng vậy, thằng Quay Phim nó là đi với mình hết con đường đời nha bạn. Nói chung là nó đi với mình đã hơn một năm mấy nay rồi, là nó nói chung là cái mức lương nó thì các bạn không hiểu đâu, tại vì cái mức lương nó không có đồng tiền nào hết trơn. Tại vì mình làm với Quay Phim tới tháng là mình không có trả tiền lương cho nó. Nó là làm thi công mà các bạn, nó muốn học nghề thì lúc nào nó cũng phải là bỏ công sức ra để học thi công thôi, chứ thật sự nó đâu có tiền bạc gì đâu. Thằng Quay Phim, thằng Cu Đen thì một tháng được 13 triệu, còn Quay Phim thì một tháng nó không được tiền nào hết, tại vì nó không có đồng nào, mình cũng đâu có đồng nào đâu trả đâu. Mình đâu có làm gì đâu, có lương đâu để trả cho Quay Phim. Nói chung là mình đâu có tiền đâu. Mà xàm lấy hết rồi. Thì bởi vậy mà đâu có tiền đâu. Mình làm bao nhiêu tiền là ngăn khố mình nó giữ hết chứ mình đâu có tiền đâu. Nói chung ra là mình với Quay Phim cũng gắn bó với nhau là cũng hơn một năm trời nha các bạn. Ngày đầu tiên mình làm YouTube, mình không biết gì về YouTube hết, cũng có Quay Phim, nhờ Quay Phim nó đã dẫn dắt mình từng bước đi, giống như là mình giống như trẻ lên ba vậy đó. Giống ông mù. Quay Phim nó phải dẫn dắt mình từng bước đi, nó chỉ mình từng cái này, nó chỉ mình từng cái kia, nên mình mới có được ngày hôm nay. Mình cũng nhờ Quay Phim, sau đó là cũng nhờ tất cả các bạn ủng hộ nên anh em mình mới có được ngày hôm nay. Nói chung ngày đầu tiên mình mở kênh YouTube ra để mình làm thì mình gặp rất là nhiều gian nan. Thứ nhất là mình gặp cái vấn đề về cái kênh mình bị chết. Làm một thời gian cái kênh mình bị chết rồi anh em mình không up video mình được. Thấy vậy thằng Quay Phim nó mới nó có cái kênh nó làm lâu lắm rồi, nó làm riêng khúc trước á, là Quay Phim nó làm những cái clip nhảm up lên á. Nhảm đâu nội, nó làm clip gì mà nói nhảm. Nói chung là nó làm những cái kênh trước, thằng Quay Phim nó mới nói thôi ông Sàm ơi, giờ tôi có cái kênh tôi làm trước bây giờ, mà tôi không có làm YouTube nữa nên tôi cho lại ông để ông làm. Rồi mình mới nói với Quay Phim nó thôi giờ nếu mà cho tao cái kênh vậy thì khi nào mình làm tới đạt đỉnh, mình có được đồng tiền, mình có đồng ra đồng vô, thì cái lúc đó thì tiền anh em mình sẽ tính sao, rồi anh em mình sẽ ngồi lại và nói tới cái mức lương sao. Anh em mình không ngờ tới con đường mà anh em mình làm YouTube để có ngày hôm nay, để anh em mình hái ra được cái đồng tiền nha các bạn. Anh em mình bỏ công sức ra khoảng hơn 8 tháng trời, anh em mình chưa gặt hái được một đồng nào hết. Lúc đầu tiên anh em mình chỉ làm với clip lên suốt một thời gian rất dài, không có nhận được một đồng lương nào của YouTube hết. Tại lúc đó cái kênh mình không bật được kiếm tiền, tại kênh Thánh Sàm TV của anh em mình hiện tại bây giờ đó, là anh em làm xuyên suốt 7-8 tháng luôn, anh em không nhận được đồng lương nào hết. Nhưng mà anh em mình có các bạn ủng hộ anh em mình, lúc nào anh em mình cũng up clip lên cho các bạn giải trí. Sau một thời gian là cái kênh của Ánh Sàm TV mình nó bị vấn đề, nó bị trục trặc, nó bị tắt giúp tiền luôn. Nên lúc đó rồi thằng Quay Phim nó mới cho mình một cái kênh Thánh Sàm Vlog sau này nè, là cái kênh nó đã bật kiếm tiền sẵn. Xong lúc đó hai anh em mình mới vô làm, thì nói chung là tình cảm của mình với Quay Phim nó rất là tràn đầy. Cho dù ai đến làm chung với mình hay là ai ra đi, mình cũng đều đối xử rất là tốt, lương bổng mình cũng vẫn là rất là ok hết tất cả mọi thứ. Nói chung là tiền của ông Quay Phim nó không có biết là cái mức lương của nó là hàng tháng là bao nhiêu nha bạn. Khúc đầu tiên vô làm chung với mình, Quay Phim nó làm chung với mình á, thì mình có nói trước nó cũng nói ừ thôi giờ tao với mày làm chung, nếu mà sau này có được một đồng lương thì tao bao nhiêu thì mày bao nhiêu. Bởi vậy hai anh em mình từ đó đã có một thỏa ước nhau là tiền lương của Quay Phim nó bằng mình, mà tiền lương của mình thì bằng Quay Phim nha các bạn. Thật sự không có ai cao hơn ai, mà cũng không ai thấp hơn ai hết. Hai anh em mình lúc nào cũng vậy hết. Còn kênh các bạn nói ừ mình là chủ kênh hay là ai là chủ kênh đó, thật sự mình với Quay Phim không có ai là chủ kênh hết.
tại cái kênh đó là cái kênh chung của hai anh em tụi mình, nên mình thật sự là không ai là chủ kênh hết, hai anh em mình rất là hòa đồng, giống như 50-50 cho dễ sống, thật sự không ai cao ngay mà cũng không ai thấp ngay hết. Chung là tiền của quay phim nó không có biết được là bao nhiêu nha bạn, không cố định, tại vì hàng tháng anh em mình lãnh, có khi tháng anh em mình lãnh được nhiều, có khi anh em mình lãnh được ít, có khi anh em mình lãnh rất ít. Nói chung cái tiền lương YouTube làm cái nghề này thì các bạn cũng hiểu rồi, nó không có chết đứng được một cái giá lương nhất định. Có khi một tháng anh em mà lãnh 30, có khi một tháng anh em lãnh 40, có khi một tháng anh em lãnh 50-60. Tùy nhiều tiền, nó tùy do các bạn xem ủng hộ quảng cáo thôi chứ cũng không cố định được. Nó tùy theo là cái mức lương hàng tháng anh em đâu có cố định. Bởi vậy nhiều có nhiều bạn nói anh Sàm ơi, làm cái clip công bố tiền lương của anh hàng tháng lãnh được bao nhiêu. Thật sự nếu mình làm cái clip đó mình công bố lên trên cộng đồng mạng, giống như cái tháng này mình anh em mình lãnh được 40 triệu đi, anh em mình làm clip công bố lên xong cái có những người khác ủa sao có mới cái vậy sao 40, lỡ tháng sau lên 50-60-70 thì bây giờ cũng tội nghiệp cho anh em mình, nên anh em mình không có dám công bố lên cộng đồng mạng là cái mức lương của anh em lãnh được bao nhiêu, tại vì anh em mình cái mức lương nó sơ chịch theo hàng tháng. Giống như cái tháng này các bạn xem video của anh em mình hết clip hết quảng cáo thì anh em mình sẽ có được cái số tiền nó cũng khá là nhiều. Còn cái tháng sau các bạn xem video, các bạn không xem quảng cáo, các bạn clip quảng cáo bỏ qua hay gì đó thì cái lượt tiền nó sẽ giảm xuống. Hay là cái clip anh em mình khúc mà làm lên, up clip lên xong rồi YouTube nó dính bản quyền, rồi nó dính gãy cộng đồng, nó dính tùm lum hết trơn. Nói chung là không đặt quảng cáo được nên anh em mình cũng không có tiền nữa. Thật ra một tháng anh em mình lên 30 clip chứ thật sự là trong đó nó dính hết gần 5-6 clip, 6-7 clip là không có đồng tiền các bạn luôn. Tại vì anh em mình không biết là hiện tại bây giờ YouTube nó rất khó nên anh em mình không biết dính về cái lý do gì. Khúc anh em mà đưa clip lên là nó không phù hợp tới nhà quảng cáo nên anh em mình không có tiền. Một tháng anh em mình dính là 5-6 clip, 6-7 clip như vậy đó. Anh em mình thật sự tìm rất là nhiều phương pháp để khắc phục cái hậu quả đó mà anh em mình không biết vấn đề gì luôn. Mà tháng nào anh em cũng vẫn bị vậy hết. Nên cái số tiền của anh em mà lãnh hàng tháng là nó không có được chính xác là bao nhiêu. Nên anh em mình không có công bố được cái mức lương của anh em tụi mình. Nói chung là quay phim với mình, nói chung là như là tay mặt tay trái nha bạn. Mình được bao nhiêu thì quay phim bên đây nó sẽ được bao nhiêu. Là lần đầu đối diện với máy quay cũng hơi ngại, cũng không biết nói gì, tại vì đó giờ mình cũng ít lên clip lắm. Nói chung là quay phim nó hôm nay nó chỉ mới có 21 tuổi thôi nha bạn. Mới có 17 tuổi rưỡi. Bởi vậy nó ít xuất hiện trên video vậy đó, nó cũng hơi nhát cái hình ảnh, nó nhát máy quay phim nên nó cũng ít lên clip vậy đó. Nó đối diện với máy quay phim ít nói, ít nấu lắm, nói với nhát gái. Đúng ra gái thì nó nhát là 100% rồi, nó gặp gái nó chạy tét gì xa đét này, nó có nhát dữ lắm luôn, nên tôi mong tất cả bạn thông cảm cho quay phim của mình nha bạn. Thật sự thì mình cũng làm với ông Sàm cũng khoảng được một năm mấy rồi. Năm mấy rồi? Thật sự thì lúc mới đầu vô làm chung với ông Sàm á thì mình cũng đâu có nghĩ là hôm nay là cũng được cái tiền lương đó gì đâu, tại tiền lương bây giờ thì cũng nói chung là cũng dư cho cuộc sống của mình luôn các bạn. Nói chung là giờ lương của anh em mình là ổn định nha bạn. Nói chung anh em mình có thể lo được cho tương lai của anh em tụi mình, có thể lo được cho gia đình. Nói chung là lương của anh em mình, nói chung là anh em mình có thể chốt lại câu là anh em mình ổn định sống được, có thể có dư nữa, nói chung là vậy. Chịu đã dành thì khó đã dành là có dư nha các bạn. Thì mới đầu lúc đầu vô làm chung với ông Sàm á thì lúc đó thì mình cũng lúc trước mình cũng có làm một cái kênh đó, nhưng mà sau đó cái mình cho ông Sàm luôn, tại mình cũng chán làm cho ông Sàm, cái mình với ổng hợp tác đầu tư phát triển lên. Thì mới đầu thì chưa có bật kiếm tiền, chưa có biết cái gì hết, cho nên là làm không công như đó các bạn. Làm chừng 6-7 tháng gì luôn. Có lúc mà đầu tư mà không có liền có tiền đầu tư vô làm clip luôn nha các bạn. Cũng chứng kiến được nhiều hoàn cảnh éo le lắm các bạn. Thật sự thì mới vô làm á thì lúc đầu làm YouTube khó khăn lắm. Thì cứ ông Sàm cứ mới đầu cái ông có ý tưởng nào làm cứ làm khùng khùng điên vậy đó, cái bị hàng xóm người ta kỳ thị á các bạn. Thật sự lúc đầu rất là khó khăn luôn, kiếm một người đăng ký cực kỳ khó. Trời ơi, anh em mình làm chừng 1-2 tháng kiếm một người đăng ký không ra luôn. Anh em mình làm 5 tháng trời liên tục, đầu tiên anh em mình kiếm 10 sub không có nữa. Nói thiệt, 5 tháng trời anh em mình kiếm 10 sub không có. Lượt xem anh em mình đăng lên một ngày trời anh em mình chỉ được có 30-40 lượt xem thôi. Mà trong 30-40 lượt xem đó là cái máy điện thoại của bên mình là mình coi hết cả chục lượt. Nó thật sự là vậy. Ngày nào anh em mình cũng khúc đăng clip lên rồi là anh em mình lúc nào cũng cầm trực tiếp cái điện thoại để anh em mình coi, để cho cái view lên. Chứ thật sự là lúc đầu tiên anh em mình là không ai xem hết, cũng không ai sub kênh cho anh em mình luôn. Mấy tháng trời không lên được một lượt sub nữa, nó thật ra là vậy. Mà cũng có một cái cơ may và một cái nói chung là nhờ may mắn nên anh em mình mới có thể phát triển được tới ngày hôm nay. Nói chung là cũng nhờ các bạn, nói chung là cũng nhờ tất cả là về các bạn.
Thứ hai là mình cũng nhờ quay phim các bạn, mình nhờ nó rất là nhiều. Nó cái chuyện chỉnh clip, cắt sửa clip hay là nó đăng clip hay là tất cả những cái gì liên quan tới kênh là bên đây một tay của quay phim làm hết. Thì mình cái YouTube ba cái này thì mình cũng đâu rành đâu các bạn. Sợ thì mình cũng đâu có học qua cái trường lớp nào đâu, chỉ gánh gánh mò cái giờ cũng biết được mớ mớ tạm tạm mà, chứ không tài nghề cũng không bằng người ta nữa. Mình theo ông Sàm từ đầu tới cuối thì mình cũng hiểu tính của ông Sàm đâu các bạn. Thì ổng là rất tốt với anh em, ví dụ như là thấy mình chỉnh clip gì đó không có thời gian, cái ổng cũng đâu biết chỉnh clip, ổng cũng đòi chỉnh luôn mà ổng cũng đâu có biết chỉnh. Thấy ổng cũng tốt đó các bạn. Thực sự thì tối gặp mình chỉnh clip thì ổng chạy ngang, ổng đi chơi thì thấy mình chỉnh clip ngồi vậy, cái tối ổng về mua đồ ăn cho mình ăn. Thực sự thì cũng rất là thương ổng nha các bạn. Nói chung là tất cả các bạn nghĩ về mình sao mình cũng có thể chấp nhận được hết. Nhưng ba anh em mình và Nguyễn Phiên và Cu Đen, ba anh em mình làm chung thì ba anh em mình nó sọc cà trong cuộc mới biết được người trong kẹt nha bạn. Thật sự là chỉ có Nguyễn Phiên và Cu Đen nó mới biết được là mình sống sao, mình đối xử với Nguyễn Phiên với Cu Đen sao thôi. Chứ thật sự mình nói ra thì các bạn nói ông đó ông phát lát, ổng nổ, thật sự ổng đối xử với em Út hay là đối xử với những người xung quanh rất là kỳ cục hay là khó khăn gì đó. Thật sự mình chắc từ đó giờ mình do mong các bạn nhận xét thôi, chắc sự mình không dám nói. Nếu mình nói ra thì các bạn nói là mình phát lát. Đây có quay phim đây, các bạn cứ việc nó có sẽ tâm sự cho các bạn hiểu thôi, chắc thật sự mình cũng không dám nói nữa. Nói ra các bạn nói mình là bạn phát lát này kia kia nói, thật sự mình là từ đó giờ hai chữ phát lát mình không bao giờ biết nói. Ngày xưa mình cũng gặp rất là nhiều chuyện, nói chung đó rất là những chuyện buồn, đôi khi mình muốn gục ngã, mình cũng muốn từ bỏ YouTube luôn, nhưng sau lưng mình lúc nào cũng có tất cả các bạn, là đầu tiên, thứ hai là có vợ mình là bà Sàm, thứ ba là con Quay Phim nha các bạn. Lúc đó thằng Cu Đen nó chưa có vô nên Cu Đen nó không có biết về những cái chuyện buồn lúc trước, khó khăn ban đầu. Bởi vậy nhiều khi mình muốn gục ngã lắm, nhưng có các bạn, có bà Sàm, có Quay Phim lúc nào cũng luôn động viên và luôn ủng hộ mình, nên mình có thể đứng vững tới ngày hôm nay, mình có thể bước tiếp trên con đường YouTube như ngày hôm nay là cũng rất là nhờ tới các bạn và nhờ Quay Phim. Thằng Quay Phim lúc nào cũng vậy hết, mình mỗi khi mình muốn tuyệt vọng hay là mình muốn gục ngã những chuyện gì đó, thằng Quay Phim lúc nào cũng vậy. Tại các bạn thấy vậy đó, lúc nào thì bác bạn thấy nó ít nói, thật sự như thật sự có hai mình với nó ngồi chung nhau hay gì đó thì nó rất là tâm sự với mình, nó cũng rất là động viên, rất an ủi mình từ mọi thứ hết. Nó Quay Phim nhiều khi mình muốn gục ngã, nói ông Sàm ơi, ông đã bỏ hết tất cả mọi thứ, ông bỏ luôn danh dự, ông bỏ hết tất cả mọi thứ, giờ sớm ghiền coi ông như là khùng như điên vậy đó, mà ông đã đi tới ngày hôm nay rồi, không để những chuyện vậy mà ông lại gục ngã sao. Nói chung là nó động viên mình hết tất cả mọi thứ. Bởi vậy mình suốt cuộc đời này mình cũng không bao giờ quên cái ơn lớn nhất là cái ơn của Quay Phim và bà Sàm, mà thật sự là không bao giờ mình quên được. Tại vì các bạn nghĩ đi, một người mà đối xử với mình tốt như vậy thì không bao giờ mình có thể quên được hết. Còn mình đối xử với Quay Phim từ đó giờ mình không khi nào mà mình nặng nhẹ Quay Phim một dù một lời, mình không bao giờ có. Lúc nào mình cũng xem nó giống như là một đối tác của mình thôi, chứ thật sự từ đó giờ mình chưa khi nào mình nói mình là thằng chủ kênh, đừng nói là thằng lính mình hết, không bao giờ các bạn. Từ đó giờ mình không bao giờ dùng hai từ đó, lúc nào mình cũng xem Quay Phim là trên hết, giống như hai đứa mình là hai thằng đối tác với nhau để hợp tác để hai anh em mình phát triển cái kênh thôi, chứ thật sự không có ai chủ mà cũng không ai là tớ nha bạn. Giống như sau này thằng Cu Đen nó bay vô làm chung với anh em mình cũng chưa bao giờ xem nó là một thằng lính của mình hay là xem nó là cái thằng làm mướn cho mình, thật sự không có. Mình một tháng mình có được nhiều lương mình khá khá thì mình có thể gửi cho Cu Đen nó nhiều hơn, gửi cho Cu Đen nó khá hơn, tiền lương cao hơn để cho nó có thể lo cho gia đình và lo cho cuộc sống, cho tương lai của nó nha bạn. Chứ thật sự mình không bao giờ tính toán những đồng lương, tại vì cuộc đời này cho đi mình sẽ nhận lại, chứ không phải là mình cho đi rồi mình sẽ cháy túi. Thật sự là không bao giờ có, mình cho đi rồi mình sẽ nhận lại. Mình đối xử tốt với người khác thì người khác sẽ đối xử tốt lại với mình. Bởi vậy cuộc đời mình từ đó tới giờ chưa bao giờ biết một phần là gian lận, một phần là điếm thúi, một phần là giống như da dẻ, là cái đó là mỗi thứ đó trong con người mình là không bao giờ có hết. Nói chung là mình sống rất hòa đồng, ai cũng vậy hết, ai cũng giống như nhau hết. Bởi vậy mình không bao giờ xem ai là chủ, cũng không bao giờ xem ai là tớ. Nên hôm nay anh em mình mới có mở một cuộc ngồi trò chuyện với tất cả các bạn và nói cái số tiền lương cho Quay Phim cho các bạn được biết luôn. Mình sống với người ta thật thì người ta sống lại với mình thật. Bởi vậy mình mới có được ngày hôm nay. Chứ thật sự nếu mà mình có ngày hôm nay mà mình đổi bằng sự xương máu người khác,
sự sức lực người khác để có ngày hôm nay thì mình làm không được đâu nha các bạn. Thôi, nói chung là anh em mình chỉ có thể tâm sự cho các bạn hiểu về anh em mình đến mức độ như vậy thôi. Chứ thật sự về còn về nhận xét riêng của các bạn thì các bạn muốn nhận xét sao về anh em tụi mình cũng được hết. Nói chung là anh em mình sẽ cố gắng để tạo ra những video mang tới những cái tiếng cười và những khoảnh khắc vui tươi để cho tất cả các bạn xem để giải trí sau những giờ lao động mệt mỏi. Nên anh em mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều đã bỏ những thời gian quý báu của các bạn xem clip của anh em mình. Các bạn xem clip của anh em mình là anh em mình cũng vẫn có đồng lương, còn các bạn có thể giải trí được, còn mình anh em mình có thể có được đồng lương để anh em mình đem về, để anh em mình giúp đỡ gia đình, để anh em mình lo trang trải cuộc sống và lo cho tương lai của anh em mình nha các bạn. Bởi vậy anh em mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thôi bây giờ mình với Quang Phim sẽ kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay. Hai anh em mình với Cú Đen đang ngồi sau màn ảnh cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nha. Thôi xin chào tất cả các bạn, tạm biệt bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.